ống hoặc nhọn ra, mình viết các cái số thuộc cái tập hợp này, hay nói cách khác là viết các cái phần tử thuộc tập hợp này, và giữa các phần tử mình dùng dấu chấm phẩy. Viết xong thì mình đóng hoặc nhọn lại. Đúng rồi. Cách thứ hai bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng. Quang Anh làm cho cô luôn đi con. Rồi, chỉ ra tính chất đặc trưng mình làm sao? Đầu tiên mình sẽ cho một cái phần tử bất kỳ của tập hợp là x, đúng không? Và x này nó là số gì? Số gì Quang Anh? Đề có cho nè. Đề cho nó là số gì đây? Số tự nhiên. Đúng rồi, số tự nhiên này có gì đặc biệt, phải khác không nữa, đúng không? Một số tự nhiên mà khác không thì nó sẽ thuộc tập hợp n sao, nhớ không? Còn nếu nó là số tự nhiên thôi á thì nó thuộc vào n. Được chưa? Rồi. X thuộc tập hợp số tự nhiên khác không, và x bé hơn 7. Được không con? Dạ. Yeah. Rồi. Dạ. Tiếp tục câu B. Làm câu B cho cô đi Quỳnh Anh. Dạ cô. Cho cô làm 1 2 3. Cái gì ta cái ta? Có 4 không? Không cô. Không vượt qua 4. Vậy 4 nó đã vượt qua 4 chưa? À chưa. Chưa, vậy thì 4 nó có nằm trong đây được không? Được ha. Được. Rồi. Rồi viết cho cô bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng. Quỳnh Anh làm luôn đi con. Dạ hô cô làm n sao. Cái gì n sao? Đâu có vô n sao liền được. X. X n sao. X thuộc. Phải thuộc n sao nha con. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi x thuộc n sao, sao nữa? Không vượt qua 4. Không vượt qua 4 tức là x của mình nó sẽ lớn. Con nhìn nè, con nhìn cái khi con liệt kê ra là 1, 2, 3, 4 nè. Vậy là những cái số 1, 2, 3, 4 nó như thế nào với 4? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn, nó có bằng 4 không? 4 có bằng 4 không? Bằng. À, vậy là mình sẽ dùng dấu gì? Nhỏ hơn hoặc bằng. 4. Đúng không con? À, được hoặc không? Là cái chỗ này con có thể sửa thành gì? X nhỏ hơn hẳn 5 luôn. Cũng được. Hai cách ha. Được chưa? Dạ. Rồi. Buồn. Tiếp tục câu C. Nó ngồi dậy hả? C làm cho cô đi Anh Khoa. Dạ. Cô là C bằng mở hoặc. Cô làm 1, 2, 3, 4. Có 5 không con? Dạ không. Không, đúng rồi. Nó nhỏ hơn 5 thì mình không có được lấy 5 ha. Đúng rồi đó. Rồi, viết bằng cách chỉ là tính chất đặc trưng. Dạ. Cô bằng x sẽ thuộc vào cái gì con? N sao. N sao, đúng rồi. Bởi vì nó khác không mà, cho nên thuộc vào n sao. Rồi sao cho x của mình nó sẽ
Ý sẽ của mình lớn. Người ta ghi dấu gì đây? Ta ghi chữ gì đây? Nhỏ hơn 5 thì chỗ này mình dấu nhỏ hơn. Chứ nhỏ thôi. Được không? Rồi liệt kê thì dễ rồi. Các bạn hay bị vướng lại ở cái chỗ chỉ ra tính chất đặc trưng ha. Sửa bài kỹ giờ. Rồi tiếp câu D. Câu D làm cho cô đi Duy Hưng. Để thức con là mong ngoài. Để thức con là D mở ngoặc. Để đọc D phải đọc là D bằng mở ngoặc. Bắt đầu từ số mấy? Mở ngoặc 2. Còn số 1 của cô để đâu? Nó khác không thôi mà con. Vậy mình có lấy số 1 được không? Được không? À đúng rồi, vì nó là số chẵn cho nên mình không lấy được số 1, mình phải bắt đầu từ số 2. Đúng rồi đó, bạn trả lời đúng rồi đó. Tiếp 2 rồi đến 4. 4 đúng rồi. Tiếp 16. 6. Còn nữa không? Dạ không cần. Không, đúng rồi. Ở đây mình không lấy số 1, 3 và 5 bởi vì đề yêu cầu của mình là số chẵn ha. Cái này đề nó ghi bị thiếu một chút xíu nè. Mình phải ghi chính xác là tập hợp các số tự nhiên chẵn. Đây nó thiếu cái chữ tự nhiên ha. Rồi, tiếp. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho cô. Ít thuộc n sao. N sao, đúng rồi, cứ tự nhiên các không thì là n sao. Sao cho sao cho thế nào đây? Ít nó yêu cầu là số gì? Là số chẵn đúng không? Nó chẵn nè. Và nó như thế nào nữa? Nhỏ hơn 8. Nhỏ hơn. Đúng chưa con? À. Đúng không? Ừ. Cái chỉ ra tính chất đặc trưng á, tức là mình viết các cái chữ này về dạng ký hiệu thôi chứ không có gì hết. Rồi tiếp tục câu E. Rồi câu E làm cho cô đi Đăng Khoa. Dạ cô. Rồi làm cho cô câu E đi con. Số đầu tiên là số số tự nhiên khác không thì bắt đầu từ số số 1. Số 1 rồi đến số 2. 2 tiếp con. Từ cô cháu nghe nhỏ quá. Dạ rồi cô. Rồi 1, 2 rồi tới mấy nữa? Dạ 3, 4, 5. Rồi 3, 4, 5 6 7 8. Rồi, có 9 không? Dạ. Dạ không. Coi lại cho cô nè, không vượt quá 9. Số 9 nó đã vượt quá số 9 chưa? Dạ, bằng nhau. À, bằng, tức là nó chưa có vượt đúng không con? Nó chưa có vượt, tức là nó vào đây vẫn được. Nhớ không? Để ý nè, nếu mà nó nhỏ hơn hoặc nó lớn hơn thì mình không có lấy. Còn nếu nó dùng từ là gì? Không vượt quá hoặc là không nhỏ hơn á, thì mình vẫn lấy được nha. Yeah. Rồi, vậy thì mình viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng. Yeah. Đầu tiên là gì? Viết X ra. X sẽ thuộc tập hợp gì đây? Số tự nhiên khác không là tập hợp như thế nào con?
ký hiệu là chữ gì? Là chữ N. N thôi đủ chưa? Với N thôi đủ chưa? Nhá. Tập hợp số tự nhiên khác không mà con ký hiệu là N thôi thì đã đủ chưa? N sao? N sao mới đúng ha. Còn ký hiệu N là tập hợp các số tự nhiên, là tính luôn số 0 đó. Rồi. Sao cho x của mình như thế nào với 9 đây? Dạ. Là số tự nhiên không vượt qua 9, tức là mình sẽ dùng cái hiệu gì? Nhỏ hơn 9 được nè, bằng 9 được nè, đúng không? Dạ. Rồi. Kiểm tra thường xuyên lần 1 là rơi vào phần này đấy nha. Các bạn nào mà chưa làm được về tập trung làm bài đi con. Tiếp tục câu F. Câu F Bảo Anh. Dạ, là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn bằng bằng. Cô ơi cô, cho con hỏi là cái câu F nè cô. Đó là mình kể nguyên một cái từ 15 đến cho đến 22 á cô, thì nó dài quá. Làm sao vậy mà có dài? Được ghi, con bao nhiêu số đâu? Vậy ở trên đây từ 1 đến 9 còn chưa thang dài, mà từ 15 đến 22 đã thang dài rồi. Con phải kể hết nha. Cái này là còn kể được. Rồi kể cho cô từ từ coi. Lớn hơn hoặc bằng 15 thì số bắt đầu sẽ là? Dạ là 15. 15 đúng rồi. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. Dạ là 22. Có 22 không? Ở đây người ta ghi mình là gì? Nhỏ hơn 22. Vậy con lấy 22 được không? Dạ không. Không, đúng rồi, nó chỉ tới 21 thôi. Dạ. Có 7 số mà bà than dài. Rồi, tiếp. Chỉ cho cô tính chất đặc trưng. Tính chất đặc trưng của nó đều là số tự nhiên. À, đều là số tự nhiên. Vậy tức là x sẽ thuộc N. N. Dạ. Rồi. Tiếp, sao cho x của mình nó sẽ? Nó sẽ nhỏ hơn 22. Nhỏ hơn 22. Và nó sẽ? Sẽ lớn hơn 15. Lớn hơn thôi hả con? Nếu mà lớn hơn 15 thôi thì chỗ này làm sao con số 15 được? Nó phải lớn hơn hoặc là bằng. Bằng hoặc... nhớ nha. Dạ. Nếu mà không có cái dấu bằng chỗ này á là nó sẽ không có số 15 khi mình liệt kê ra, đúng không? Dạ. Rồi. Lớn hơn 14 cũng được. Đúng rồi. Hoặc là con ghi là lớn hơn 14 và nhỏ hơn 22 cũng được ha. Dạ. Rồi tiếp câu G. Trấn. Dạ thưa cô là 8. Câu G nha con. Dạ. Lớn hơn 17 và nhỏ hơn hoặc bằng 25 đó. Dạ. Rồi bắt đầu từ 8. 8 nó có lớn hơn 17 không? 18 cô. À 18, cô nghe thành 8. Rồi 18, đúng rồi. Rồi, dạ đó, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25 luôn hả con? Dạ. Rồi, đúng rồi. Ở đây là nhỏ hơn hoặc bằng 25, cho nên mình lấy 25 cũng được. Rồi chỉ ra tính chất đặc trưng cho cô. Cô là x sẽ thuộc n sao? N sao? Cô ghi n thôi được không? Được.
Được, đúng rồi. Vậy thì sao? Để làm gì đâu? Đâu có liên quan gì tới số 0 đâu. Cho nên mình lấy n được rồi. Khỏi phải đánh sao. Vậy mình coi là x phải lớn hơn, nhỏ hơn 25 và nhỏ hơn 25. 25. À, nhỏ hơn hoặc bằng 25, đúng rồi. Và x sẽ lớn hơn. Và x sẽ lớn hơn 17. 17, đúng rồi. Nhớ là cái chỗ này con có thể sửa thành gì? X lớn hơn 17 và nhỏ hơn 26, đúng không? Dạ. Chỗ này có thể sửa là gì? X lớn hơn 14 và nhỏ hơn 22 thì cũng được ha. Có hai cách để ghi. Rồi, câu cuối cùng. Mỹ Du. Dạ là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đúng rồi. Tập hợp H của mình là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 11. Vậy thì mình bắt đầu từ số 0 và viết cho đến số 11. Đúng rồi ha. Tiếp, chỉ ra cho cô tính chất đặc trưng. Vậy là X thuộc N. Thuộc tập hợp N thôi, đúng rồi. Bạn nào mà đánh sao chỗ này là sai ha. Bởi vì con đánh sao lên thì chỗ này mình không được viết số 0. Và là mình bị sai. Rồi, sao cho X của mình nó sẽ... X nhỏ hơn 11 hoặc bằng 11. À, nhỏ hơn hoặc bằng 11. Đúng không? Đúng rồi đó. Hoặc là X nhỏ hơn 12. Đúng rồi. Hoặc là con ghi X nhỏ hơn hẳn 12 luôn cũng được. Rồi. Là mình sửa xong phần bài tập về nhà ha. Nhớ là cái cách viết tập hợp bằng hai cách này rất là quan trọng nha. Bạn nào mà chưa viết được thì về nhà tập viết lại cho cô. Con đúng hết rồi cô. Đấy. Rồi. Rồi, được chưa? Mình qua bài mới ha. Dạ. Bài mới. Rồi. Bài 3. Bài 3 này là một cái bài mà hồi hè mình làm rất là nhiều rồi. Hồi hè luôn á cô. Đúng. Các phép tính. Tự nhiên. Số tự nhiên. Trong tập hợp số tự nhiên, đúng rồi. Wow. Nhi, con lấy một sấp vở hay một cái gì đặt đằng sau á, dừng cái điện thoại lên con. Sao cứ cầm để cho nó rung mãi vậy con? Dừng lên đi. Tại điện thoại con nó hết pin á cô, mà con sạc nhưng mà nó lại con đẩy một cái sấp vở đằng sau á, rồi chấn một cái quyển vở đằng trước á, cho nó dừng lên thử xem. Viết vô trong giấy bài học không? Đúng rồi con. Vậy là con có chuyện chút. Ủa, giữa bài học số hay là hình như con? Số chứ con, mình đang học số mà. Yeah. Ôi, cái này của con á, cái dây sạc nó bị chậm, nó bị nhỏ đó cô, nó không có để được. Rồi rồi, cô biết rồi.
Rồi phần này thì hồi hè mình làm bài tập cũng rất là nhiều rồi ha. Những bạn nào mà hè chưa học á, thì bây giờ mình sẽ ôn tập lại. Thứ nhất là phép cộng. Rồi phép cộng của mình, bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ ha. Ví dụ như số 2 cộng cho số 3 thì nó sẽ bằng? Bằng 5. Bằng 5, đúng rồi. Này là rồi, dễ vậy nhất thì rồi. Số 2 này của mình người ta gọi nó là? Tự nhiên. Số hạng. Đúng không? À con nhớ. Số hạng. Số hạng. Còn số 5 này gọi là? Tổng. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Hồi có ghi này rồi, giờ con có con còn ghi lại không nhiều cô? Ghi lại nha con. Dạ. Yeah. Hồi hè là mình ôn tập thôi, còn bây giờ là mình đó là một bài học của mình phải ghi vào. Được chưa? Rồi. Thứ hai là phép nhân. Cái này cô ôn tập nhanh thôi ha. Phép nhân, ví dụ như là 2 nhân 3. Thì ở tiểu học mình dùng dấu nhân là dấu giống như chữ x, đúng không? Rồi, nhưng mà lên cấp 2 thì mình sẽ đổi thành dấu chấm. Dấu chấm, đúng rồi. Được không? Dạ. Rồi, 2 nhân 3 của mình sẽ bằng 6. 6, đúng rồi. 2 này ở vị trí này người ta gọi nó là Thừa số. Số 3 này cũng là Thừa số, đúng rồi. Số 6 là tích. Đúng. Rồi. Tính chất thì mình chỉ ôm lại những cái tính chất cơ bản thôi ha. Còn mấy cái tính chất ví dụ như tích của một số với một tổng á, thì cái đó mình ôm hồi hè rồi, bây giờ mình sẽ không ôm lại nữa. Tính chất giao hóa kết hợp. Đúng rồi, tính chất. Cả phép cộng và phép nhân nó đều có tính chất gì? Giao hóa. Giao hóa. Kết hợp. Đúng rồi. Hai phép này đều có giao hóa và kết hợp. Phép cộng giao hóa nghĩa là sao? Ví dụ như cô có một số tự nhiên A cộng cho một số tự nhiên B, thì khi cô đổi chỗ A và B thì kết quả nó không thay đổi ha. Được không? Tương tự như vậy, phép nhân cũng vậy luôn. Cô lấy A mà nhân cho B. Rồi, cô đổi chỗ lấy B nhân cho A thì kết quả này cũng không thay đổi. Rồi, tiếp tục. Kết hợp, nếu cô lấy A cộng cho B, lấy kết quả này rồi cộng cho C, hay cô lấy A, cô cộng cho kết quả của B cộng cho C, thì nó cũng không thay đổi. Được không? Phép nhân tương tự luôn. Rồi, đây là hai tính chất cơ bản. Ghi kịp không mấy bạn? Cô đợi mấy bạn ghi trước ha. Rồi, mấy bạn ghi cho cô. Cô đang ghi. Phép cộng, phép nhân và tính chất giao hóa kết hợp trước đi. Cái này hồi hè cô ôn kỹ lắm rồi, cho nên dạ, bây giờ cô sẽ ghi hơi nhanh. Ừ. Nhanh quá. Rồi, tôi tính chất. Rồi mấy bạn cứ từ từ ghi thôi chứ cô không có hối ha. Mình cứ bình tĩnh mình ghi thôi.
Cô nghĩ rằng cô không có ghi ví dụ cô. Con phải ghi giống như cô chứ. Còn cái phần cô ghi là vắn tắt hết sức rồi đó. Con phải ghi giống như vậy. Để đến lúc con nhìn lại con mới biết chứ. Cô ơi, cái câu cuối của cái tính chất kết hợp cô kéo xuống xíu rồi cô. Rồi, đây. Vậy rồi. Thần Gia Bảo ơi, con ghi bài đi con, cho con thấy con ghi bài ta. Con cầm bút lên con ghi bài nè. Kéo lên đi cô kéo lên đi. Kéo lên tới đâu Dũng? Đây là cái cổng. Rồi, cái cổng. Xong rồi. Rồi chưa? Rồi. Rồi mình có tính chất giao hoán kết hợp là phép cộng và phép nhân đều có đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ xét tới một cái là gì? Khi mà xét phép nhân hoặc là xét phép cộng thì mình sẽ xét một cái số đặc biệt. Thứ nhất cộng thì cộng với số nào đặc biệt đây? Số không. Là không biết số không. Cộng với số 0, đúng rồi, số 0 là số đặc biệt trong phép cộng. Bất kể một số nào khi cộng với 0 hay lấy 0 cộng với số đó thì nó đều thì bằng chính nó. Bằng chính số đó, đúng rồi. Còn nhân, mình sẽ xét nhân. Nhân thì là 0, nhân là 0. Số mà đã nhân với 0 thì nó sẽ bằng 0. À, nhân. Nhân mà nhân với 0 bằng 0 á, thì nó không còn đặc biệt nữa. Mình sẽ xét nhân với số 1. Số đặc biệt là số. Nhân với số 1. Số 1, đúng rồi. Bất kể một số nào khi nhân với 1 nhân cho hoặc 1. Lấy 1 nhân cho số đó thì đều bằng chính số đó. Được không? Còn mọi số mà nhân lại mà với số 0 á, thì nó đều bằng số 0. Rồi. Cũng không có gì đặc biệt. Ừ. Rồi tiếp tục một cái tính chất mà mình hay sử dụng để làm toán nhanh, đó chính là tính chất phân phối. Phân phối? Ủa? Nghĩ cái này hơi là lạ. Của phép cộng nhân đối với phép cộng. Cái này tính chất mới. Yeah. Cái tên nó mới thôi. Nhưng cái bài thì nó không có mới. Nè. Khi con lấy một số A, con nhân cho tổng B và C. À. Cái này có phải là nhân một số cho một tổng không? Dạ đúng rồi cô. À, thì con sẽ làm sao? Con sẽ lấy số đó nhân cho từng cái số trong tổng rồi con cộng lại. Cộng lại. Đúng không? À. Thì người ta sẽ không gọi đây là tính chất là nhân một số cho một tổng nữa, mà người ta sẽ dùng từ là gì? Tính phân chất phối. Phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Được không? Yeah. Rồi. Cô cho tụi con viết ba cái này cho rồi. Cô. Ghi vô. Rồi cô ơi. Rồi con đợi mấy bạn chút xíu.
Dạ. Em nghĩ xong rồi cô ơi. Cô ví dụ kìa. À, rồi con hiểu rồi. Con biết lấy cái nào, lấy cái nào. Ví dụ. Các bạn khác có kịp không? Dũng dạ, kịp không em... con? À, từ từ cô. Rồi rồi, ví dụ. Rồi, các bạn chút xíu. Trong thời gian đợi mấy bạn thì các bạn coi cái ví dụ của cô, làm được thì làm trước ha. Ví dụ, tức là con phải làm ví dụ này vui vợ hả? Vợ nào cô? Mình làm vui vợ bài em bài học vỡ bài học dặn rồi. Lý thuyết và ví dụ thì mình làm vào vỡ bài học. Khi nào mà cô kêu là làm bài tập á, thì mình mới lấy vở bài tập ra. Ủa cô, vậy là cái bài tập hợp này là chỉ có phép nhân với phép cộng hả cô? Đây là số tự nhiên mà con. Còn chứ nó còn phép trừ, phép chia. Phép chia hết. Phép chia có dư. Rồi lũy thừa có nhiều lắm. Mình học từ thôi. Lũy thừa hả cô? Ừ. Lý thừa là cái mới. Ừ. Cô lý thừa phép, phép nào cô? Ừ? Cô phép, phép tính nào cô? Nó tên là lũy thừa luôn con, chứ nó của phép tính nào? Lũy thừa, ồ. Phải có sách công mới nhìn được. Ừ. Con, con phải về nhà con học chưa cái lũy thừa này. Ờ, sau bài là này là lũy thừa đó. Yeah, sao bài này rồi, là lũy thừa. Được rồi, được chưa? Bây giờ mình thử làm ví dụ ha. Rồi nhìn cho cô, ở đây cô có gì? Cô có tổng của hai cái tích, đúng không? Thì có phải là cô đang từ cái dạng màu đỏ của cô nè. Cô phải đưa, thay vì cô tính ra thì cô đưa về cái dạng màu vàng. Phải tính sẽ nhanh hơn không? Dạ. Ờ, vậy thì nhìn cho cô ha. Ở đây có phải đều có số 35 giống nhau không? Dạ. Vậy 35 ở đây cô có phải chính là chữ A không? Nếu mà dựa ở trên nó chính là chữ A chưa? Ừ, cô sẽ đưa 35 ra ngoài làm thừa số chung. Cô đưa ra ngoài rồi á thì cô sẽ nháp bằng cách là cô gạch đi. Được không? Dấu nhân cô cũng đưa chung ra ngoài rồi gạch luôn. Ủa lúc mà vô thì con có, tụi con có thể gạch không? Cô dặn rồi, con gạch không được nháp chứ không gạch vào bài. Dạ. Ừ. Đi thi con cứ gạch là người ta mặc nhiên hiểu là con bỏ. Mà con bỏ thì con có điểm. Rồi. 49 cộng cho 51. Được chưa? Rồi, vậy 49 cộng cho 51 nó sẽ bằng 100. Rồi vậy 35 mà nhân cho 100 1.500. 2 số 0 nhân là 3.500. Đau quá. Dạ Bảo ơi, dạ Bảo. Dạ Bảo ơi, dạ Bảo. Rồi cái này bạn nào học hè thì mình làm rất là nhiều rồi ha. Còn bạn nào bây giờ mới học á thì bạn ghi chú lại. Cách này mình sử dụng rất là thường xuyên luôn ha. Rồi tiếp một cái ví dụ nữa đi. Ví dụ thứ nhất 1.000 nhân cho 30. À rồi, cái này cũng biết rồi. Ê, con mừng. Tấn Trọng ơi, con bật cam lên nha con. Cái này con nghĩ cộng trước. Rồi, nhìn cho cô cái ví dụ thứ hai. Để con không thấy cái ghi à. Con chưa thấy cái cô ghi 89 nhân cho mở ngoặc ở cái số gì đó. Đúng rồi, con cũng vậy đó cô, con chỉ có thấy số gì nè sau.
Rồi các bạn nhìn thấy ví dụ thứ hai của cô chưa? Dạ chưa cô, cô đứng hoài. Rồi, 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 nó bị rớt. Đợi con chút xíu. Con thấy là cô cái này là gì vậy? Nói cho tụi tao biết được không? Đúng rồi, đợi cô chút xíu. Máy tính của cô nó bị rớt mạng. OMG. Con nói cái này giúp cho tụi tao được không? Mời Khánh Linh cậu có thể giúp cho tụi tớ để viết lại. Nhưng mình chứ không có cô kịp. Rồi, đợi một chút xíu. Chứ không kể tắt cam luôn rồi. Ờ, cô tắt kênh, tắt xe luôn rồi. Rồi, được rồi đó. Ủa, cũng giống mà. Con thấy không? Nó cũng hơi khó khó. Cái làm được câu này. Rồi, nhìn cho cô. Bài này thì con coi ha. Bây giờ nó không phải là một cái số giống nhau nữa mà nó có cái gì giống nhau. Hai cái ngoặc này nó giống nhau, đúng không? Dạ. Vậy thì mình coi hai cái ngoặc này chính là chữ A luôn, được không? Cô cũng đưa nguyên hai cái ngoặc ra ngoài. Làm thừa số chung. Đúng không? Được cô nhớ. Dạ. Rồi, giờ cô đưa nó ra rồi cô gạch nó đi. Được chưa? Nhưng rồi lấy ở trong 11, sẽ còn gì? 11 cộng cho 89. Cô cũng đóng ngoặc lại luôn. Được không? Rồi bây giờ cô mới tính từng cái một. Ở đây cô nhìn ha, 3 cộng 7. Nè, cô đưa nè. 1 cộng với 9 nè, cô sử dụng tính chất gia hóa. 3 cộng 7 cô đưa lại gần nè. Vì sao? Vì 1 cộng 9 với lại 3 cộng 7 thì nó tròn, nó đẹp đúng không? Dạ. Và sau đó nhân cho 100. Ừ, 100. Rồi, vậy thì cái này sẽ bằng 10 cộng 10 cộng 10. Đúng rồi. Thì nó sẽ bằng 20 nhân 100. 20 nhân cho 100. Wow. Vậy thì nó sẽ bằng 2000. 2000, đúng rồi. Được không? Mình sử dụng các cái tính chất của phép cộng và phép nhân để mình thực hiện tính toán cho nó nhanh. Mình đỡ phải tính toán quá nhiều, mình ghi nhiều nè. Nhưng mà mình cộng trừ nhân chia các con số của mình nó đẹp. Thì mình không còn phải tính toán nhiều ha. Con ghi xong ví dụ 2 rồi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Các bạn khác kịp không con? Em kịp. Rồi ai không kịp thì cứ nói cô chậm chậm lại ha. Cô, con không có kịp mà cô. À, Dũng kịp không? Chứ Dũng. Đã kịp chứ cô. Rồi kịp. Ông ơi, chấp kịp bài rồi thì con đi vệ sinh đi. Còn nữa không cô hay là vô bài tập? Chưa, mình ôm luôn phép trừ và phép chia hết. Ô. Anh Thảo ơi, con bật cam đó giúp cô nha. Con hiểu phép nhân phép cộng rồi cô. Trường Khánh ơi, cô không thấy con. Nằm xuống hả? Đang ngồi học mà nằm xuống hả? À, không, cô cũng bị rớt cục gôm, con mới con lấy cục gôm. Ờ, rồi. Rồi, chỗ này mình có một cái chú ý nhỏ ha. Nhận xét đi, ghi chú ý thì nó hơi nặng quá là nhận xét. Con nhìn cho cô nè, nếu mà cô có hai số bất kỳ, nếu mà hai số này cô nhân cho nhau mà bằng 0, thì con nhận xét cho cô có hai số này phải có gì đặc biệt. 1 nhân cho. Bây giờ tích của hai số mà bằng 0 khi nào thôi?
Bây giờ ví dụ ha, giờ cô có số A, cô phải nhân cho số nào thì nó mới bằng 0 được. Vậy cô là nhân với 0. Nhân với 0, đúng rồi. Vậy bây giờ nếu cô có số B thì cô phải nhân cho số nào thì nó mới bằng 0 được. Vậy cô bằng 0. Không. Nhân cho 0 luôn, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu cô có tích của hai số mà bằng 0 thì một trong hai số ít nhất phải có một số 0. Là số 0, đúng rồi. Được không? Thì con lấy 0 nhân 0 được không cô? 0 nhân 0 bằng 0. Được, tức là ít nhất một trong hai số bằng 0 hoặc cả hai số đều bằng 0 cũng được. Đúng không? Dạ. Thì số A bằng 0 hoặc là số B bằng 0. Bằng 0. Đúng không? Được chưa? Cái tính chất này sau này lên lớp 8 con có sập kỹ hơn nữa ha. Còn bây giờ thì con biết vậy thôi, để làm những cái bài nâng cao. Rồi, rồi qua phần số 2. Phép cộng, phép trừ và phép chia. Phép trừ và phép chia. Phép trừ và phép chia con nhớ là tìm ít cũng giống nhau chút xíu. Phép chia và mình xét ở đây là xét phép chia hết nha. Phép còn chia, phép chia có được. Dư thì nó sẽ có một bài riêng. Rồi, phép trừ. Rồi, phép trừ, mình lấy ví dụ cụ thể luôn. 7 trừ 2 thì sẽ bằng? 7 trừ 2, 5. Bằng 5, đúng rồi. 7 này của mình chính là số? Số bị trừ. Bị trừ. Số bị trừ. Số bị trừ. 2 này sẽ là? Số trừ. Dạ là số trừ. Số trừ. Trừ. Số 5 này là? Dạ thưa cô là hiểu. Đúng rồi. Nhớ à, muốn thực hiện được phép trừ thì số bị trừ của mình phải lớn hơn số trừ. Bằng được không con? Cũng được. Được, vậy lớn là số bị trừ của mình à. Lớn hơn hoặc bằng số bị trừ. Nó phải lớn hơn hoặc là bằng số trừ ha. Nếu số bị trừ của mình mà nhỏ hơn số trừ thì mình sẽ không sẽ thực hiện được phép trừ trong tập hợp số tự nhiên, được không? Còn trong tập hợp khác thì mình có thể thực hiện được. Được chưa? Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, cái thứ hai, phép chia hết. Chia hết cũng giống nhau phép trừ. À, phép chia hết. Rồi ví dụ nào. Chia hết có nghĩa là sao? Tức là dư của mình sẽ bằng? Không. Bằng không, đúng rồi. Dư của mình bằng không thì nó mới chia hết ha. Còn nếu mà dư của mình là một số khác không thì nó là phép chia không hết. Tức là chia có dư á. Rồi, bây giờ chia hết. Ví dụ như cô sẽ lấy 8 chia 2 thì được 4. Được 4. Rồi, ra thẳng là 4 luôn. Vậy tức là nó là chia hết, đúng không? À, 8 này của mình sẽ là số gì? Số bị chia. Số bị chia. 2 này của mình là số chia. Số chia. Số chia, đúng rồi. Cuối cùng là cái số 4 kia là thương. Đúng rồi, số 4 sẽ là thương. Rồi, phép chia của mình nói chung hay là phép chia hết nói riêng á, trong số tự nhiên thì số bị chia của mình phải sao? Lớn hơn hoặc bằng số chia. Lớn hơn hoặc bằng số chia. À, lớn hơn hoặc bằng số chia. Nhóm phép trừ. Giống là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Số chia của mình phải khác số mấy?
Giờ số chi số 10 phòng khác không? Khác không, đúng rồi. Yeah. Không có con số nào mà chia cho không được, cho nên số chia của mình phải khác số 0. Được không? À, như vậy là số số chia thuộc n sao đó cô. Còn giỡn á, giờ mới thật rồi. Đúng rồi, số chia của mình phải thuộc tập hợp n sao. Dũng nói đúng rồi đó. Ừ. Nhưng mà hồi nãy con nghĩ là tại vì tập hợp là nhiều số nhưng ta chỉ có mà số chia cần số rồi này còn nghĩ không đúng. Đúng rồi, nếu mà mình ghi ra thì số chia của mình phải thuộc tập hợp n sao là đúng. Nhớ nha, khi mình lấy thương mà mình nhân với số chia thì nó phải ra đúng số vị chia đó. Rồi, phép chia hết, phép trừ thì chỉ vậy thôi. Còn những cái tính chất của mình á thì mình nhớ không giao hóa, không kết hợp. Không giao hóa, không kết hợp, nhưng mà nó có một cái tính chất là gì? Chỉ một số phép nhân nè, nó có tính chất phân phối ha. Đúng rồi ha. Phép nhân nó cũng có tính chất phân phối đối với phép trừ, nhớ không? Dạ. Rồi, có nghĩa là sao? Khi mình lấy A, mình nhân cho một cái hiệu của B và C, thì mình sẽ có là gì? A nhân B, tức là A nhân C. C mà mình lấy mình trừ cũng bằng, đúng không? Dạ. Rồi, vậy là mình đã ôn xong cái bài này là phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia hết. Nhi ơi, con thích mic nha con. Quang Anh ơi, con bật cam lên giúp cô xem nào. Ủa cô, số bị chi có thể số bị chia có thể không được không cô? Số bị chia hả con? Dạ. Thế dụ như là con không chia hai. Không chia hai, được. Không chia hai, tức là con có 0.000 con chia cho hai bạn thì mỗi bạn được nhiêu tiền? 0.000. 0.000, đúng rồi. Số 0 mà chia cho số nào cũng sẽ bằng 0. Nhưng mà không có số nào mà chia cho số 0 được. Nhớ nha. Số bị chia thì nó có là số 0 được, nhưng mà số chia thì không. Con hiểu rồi cô. Ừ. Em rất hiểu rồi ạ. Rồi các bạn tranh thủ ghi như vậy là số bị chia là bài tập ra. Thế còn phép chi có dư thì đợi tới lên lớp mấy cô? Ai? Ngồi lớp gì nữa? Sao đạt? Rồi. À, bạn ấy hỏi là làm cái gì, cái phép gì giờ không chi hết thì sao cô? Phép chi có dư hả? Mình học trong chương trình lớp 6 luôn. Sau một hai bài nữa là mình sẽ được học cái phần đó. Yes! Bài nào hát cô? Rồi, được chưa? Dạ. Rồi, mình lấy vở bài tập ra để mình làm bài tập ha. Rồi, cô sắp xong rồi cô. Mình tới cái chỗ A nhân B trừ C. Dạ, con biết xong rồi. Phương Thảo, con có kịp không con?
Không có. Ừ, rồi rồi. À, phần này chủ yếu là mình làm nhiều bài tập. Ồ, có 6 câu. Mà sao con thấy toàn dấu cộng hết vậy cô? Ừ, mình làm từ từ á con. Bài này là thường của cô là có 12 câu ha. Cô cho 6 câu đầu để làm trên lớp. 6 câu còn sau 6 về câu nhà. Ừ. Rồi, cái này cũng biết là cái gì rồi. Rồi, yeah. Bài 1 này là yêu cầu tính nhanh. Vậy thì mình sẽ áp dụng những cái gì? Phân phối là khi nào nó có hai phép toán là cộng trừ hoặc cộng với nhân hoặc là trừ với nhân thì mình mới áp dụng tới phân phối. Còn đây mình chỉ có mỗi phép cộng thôi thì mình áp dụng cái gì? Giao hoán kết hợp. Vậy thì cô là giao hoán. Mình giao hoán những cái con số nào cộng lại nó đẹp. Xong mình kết hợp nó mình cộng trước. Đúng không? À, cái ngoặc dạ. Đó là kết hợp đó. Còn mình đổi chỗ thì mình gọi là giao hoán. Được không? Rồi, bây giờ mình làm cho cô ha. Dạ. Chị làm liền luôn hả cô? Đúng rồi con. Chơi gì nữa? Dạ. Làm cho bỏ bài tập. Đúng rồi không? Bài tập là mình làm một vở bài tập. Khi nào mà cô ghi chữ ví dụ thì mình mới ghi vào vở bài học ha. Ủa cô, vậy 6 câu còn lại là phép nhân hả cô? 6 câu còn lại cũng là cộng luôn con. Hôm nay mình sẽ làm chủ yếu bài tập về cộng và nhân. Được không? Dạ. Hay là cô dạy lý thuyết nhanh cho mấy đứa để chủ yếu thời gian làm bài tập á. Nên yên tâm đi, nguyên tuần này chủ yếu là học cái này à. Con thấy cô nói đúng rồi đó. Lúc mà kiểm tra là chắc chắn là tập hợp rồi. Sao con thấy bảo anh sai ta? Anh Hải ơi, con xem bài và làm bài đi con. Tính nhanh là sao cô? Con tính nhanh mà, các bài tính nào chứ cô? Con tính nhanh, tức là con tính sao cho nó hợp lý, cho nó nhanh nếu có thể. Nếu mà con tính phép cộng mà con tính từ trái sang phải, chưa chắc gì nó nhanh nha. Con coi thử bài A nè. Con coi à, 176. Con nhìn nè, nếu mà con cộng với lại 483 thì số nó 6 đúng không? Số 6 tức là khi con cộng thì mất thời gian. Thì thay vì vậy con sẽ chọn một những cái số đằng sau á để cho nó đẹp. Ví dụ nè, ở đây số hàng đơn vị của con là số 6 đúng không? Vậy thì con nhìn ở đây có số 24. Chữ số hàng đơn vị của con là số 4 thì 6 cộng 4 là 10 đúng không? Thì nó sẽ tròn. Vậy thì thay vì con cộng từ trái sang phải thì con sẽ làm gì? Con giao hóa. Nè, nhìn cho cô nè, cô làm thử bài A cho các bạn nào mà chưa làm ha. Rồi, cô giao hóa, tức là cô đẩy cái con số 24 này nè đến gần con số 176, được không? Còn con số 483 cô cho nó lại gần 117. Bởi vì 3 với 7 là tròn nè. Rồi sau khi mà cô giao hoán rồi, cô thực hiện kết hợp. Kết hợp là sao? Là cô tính hai thằng này trước, rồi cô tính tới hai thằng này luôn. Đúng không Dũng? Rồi con cộng cho cô thử coi. 10 nè, 9 là 10 nè, tất cả 200. Đúng không?
Dạ đúng. Rồi, cái vế đằng sau. 10, 5 là 600. Đúng chưa? Vậy thì 200 cộng 600 sẽ bằng 800. Con coi có phải rất là nhanh không? Nhanh. Ừ. Đó là tính nhanh, tính hợp lý đó con. Dạ. Rồi, áp dụng tương tự làm những bài còn lại ha. Anh Khoa ơi, bảo anh ơi, bật cặp lên con. Xong rồi con. Coi cho người vệ sinh. Còn đi xong hết rồi. Xong rồi cô. Làm xong hết 6 bài luôn rồi hả Đạt? Dạ. Ừ, giỏi. Rồi mình sửa từ từ ha. Rồi câu B. Làm câu B cho cô đi. Nguyễn Gia Bảo. Cô à. Hai. Rồi, làm cho cô đi con. Cô à, hai bờ ngoặc. Ông à. 239. À, 239. Cộng với 761. 761 à, đúng rồi, bạn thấy 9 với 1 nè, tròn nè, bạn cộng trước. Rồi, tiếp tục. Đấy, 518. 518. Cộng với 482. 82 à, rồi, bạn thấy hai số này cũng đẹp, bạn cộng lại luôn. Đúng không Bảo? Đúng ạ. Rồi, vậy cái ngoặc thứ nhất, kết quả của con ra bao nhiêu? Được qua 1.000 ạ. 1.000. Rồi, đúng rồi. Cái ngoặc thứ hai? Cũng là 1.000 ạ. 1.000 luôn. Rồi, vậy thì tổng của con sẽ là? 2.000 ạ. 2.000, đúng rồi. Rồi, tốt. Rồi, tiếp tục câu C. Làm cho cô đi Thịnh.
Dạ, bài C là con lấy số 72, mẫu hoạch 72. Rồi, 72 con cộng cho. Cộng cho 128. Rồi. Rồi đóng hoạch. Đóng hoạch. Cộng cho 69. Đúng rồi. Rồi bằng cái đó con ra là 200. Sẽ ra 200. 200, đúng rồi. Con sẽ cộng cho 69. Vậy kết quả bài này của con sẽ là 269. 269 rồi, đúng rồi ha. Cô ơi, cho con đi vệ sinh cô ơi. Rồi đi đi Trinh. Cho con làm câu gì đi. Cho con làm câu D đi. Cho con làm câu D đi. Con làm câu. Rồi mấy cái này dễ ha, không có. Con câu. Con đi cô. Rồi tiếp tục câu D. Để con gọi. Rồi câu D. Cô gọi bất kỳ. Làm câu D cho cô đi Thái Bình. Đăng Khoa ơi, nay cô nhắc con 3 lần tắt cam rồi đó nha Đăng Khoa. Dạ, cô. Con làm cho cô đi Bình. Con lấy 71 cộng cho 54. Con lấy cái gì cộng cho 54? Con nói lại, cô chưa kịp nghe. Lấy 70. Đăng Khoa, con chỉnh cái camera lại đi con. Dạ thưa cô, con lấy 71 cộng cho 71 cộng cho 54. Rồi con dành cho cô nha. 71 với 54 con coi nè. Chữ số hàng đơn vị là 1 và 4 cộng lại nó có đẹp không? Thế thì ở đây con có 9 nè. Thì con lấy 9 cộng 1 nó có đẹp hơn không? Oh my god, đúng rồi. À, vậy thì con sẽ làm sao? Con sẽ lấy 129 cộng cho 74. 71, đúng không? Thì nó sẽ đẹp hơn. Cộng hoặc cộng cho 54. Đúng rồi. 129 cộng 71 thì nó sẽ ra là bằng không tính cái coi. 91 là 0, nè, nhớ 1. 27 là 9, nhớ 1 là 0, nhớ 1 vậy là 200. 200 cộng cho 54. Đúng rồi, vậy thì nó sẽ là bằng 254. Đúng không? Rồi, cảm ơn Bình. Nhớ nha con phải để ý các cái chữ số hàng đơn vị. Xem cái nào cộng đẹp thì con cộng lại với nhau. Dạ. Rồi, Hương ơi, con tập trung nghe cô Hương chữa bài nha con. Rồi, câu E. Mai Thảo. Mai con Thảo làm câu E cho cô. Con giả để cô Hương biết con bật mic rồi nha. Lấy 135. À, 135. Cộng hoặc. Con cộng cho bao nhiêu? Cộng cho 65. À, cộng cho 65. Đúng rồi. Tức là con cộng hai này trước. Tiếp tục. Dạ, cộng cho 360. Cộng cho 40. À, 360. Con cộng cho 40. 40, đúng rồi. Vậy cái ngoặc đầu tiên của con sẽ là 200. 200, đúng rồi. Cái ngoặc thứ hai là 400. 400. Vậy tổng của con sẽ là 600. 600, rồi đúng rồi đó. Tiếp tục câu F. Con gọi chưa được mời.
nhưng mà dù sao cô cũng phải nhường cho các bạn khác. Rồi tiếp câu F, Duy Hưng. Thân con làm mẫu không ạ? Lấy 68 cộng cho 32. À, cô lấy 32, cô cộng 68 được không? Dạ được cô. Được, đúng rồi. Đóng ngoặc, cô cộng đúng cho 89. 89, đúng rồi. 32 cộng 68 sẽ là 100, đúng rồi, cộng cho 80 9 vậy sẽ bằng 189 được. À, 189, rồi, đúng rồi đó. Dạ thưa cô, là con đúng hết rồi cô. Ừ, giỏi. Dạ thưa cô, con đúng hết rồi. Cô, con đúng hết rồi. Đúng hết rồi cô. Rồi, tiếp tục ha. Xếp nhân đi cô, xếp nhân đi. Bài 2 này là cô chọn lọc ra cho mình làm thôi, chứ làm hết thì rất là nhiều. Đúng rồi, bài 2. Bài 2 cô cho 5 phút để làm thôi ha. Dạ. Rất là ngắn. Cũng thích anh ngủ. Dễ. Màu Nhi ơi, con trở lại camera giúp cô nha. Dũng ơi, con chép đề vào và làm bài đi nha con. Dạ. Con cầm bút lên viết cô xem nào. Đúng rồi. Thanh Hải nữa nào, tập trung viết bài đi con. Rồi vậy mình sửa ha. Được chưa? Xong rồi cô, sắp xong rồi cô. Ừ, vậy thôi cô sẽ đợi thêm 2 phút nữa cho nó đúng giờ. Dạ. Cô Đình ơi, bật cam lên giúp cô. Công Tâm ơi, con chỉnh camera xuống một xíu cô xem nha. Ờ, đúng rồi. Xong rồi cô. Mỏi tay quá. Xong rồi cô. Con xong. Dạ con xong rồi. Rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ sửa từ từ. Dạ. Rồi, câu A. Con xong rồi cô. Rồi, làm cho cô câu A đi. Lễ. Con lấy nam nhân mở ngoặc. Nam nhân mở ngoặc hả con? Nam nhân mở ngoặc đúng không? Dạ. Rồi, con nhân sao? Rồi, 125 nhân 2 nhân 1 giới nhân 4. À, con lấy bàn này con nhân. Rồi, nó sẽ bằng. Nó sẽ bằng 5 nhân hoặc 125 nhân 8. À, 125 nhân 8.
rồi bằng 5 nhân 1.000. 5 nhân cho 1.000. Đúng rồi, cách này cũng được cô ơi. Rồi, vậy thì nó sẽ bằng 5.000, đúng rồi. Vậy thì ở đây nè là cái bước chỗ này nè. Con thấy tự nhiên con nhân, con mở ngoặc từ cái 125 thì nó không có ý nghĩa đúng không? Thế vì vậy con mở ngoặc ở đâu? Con mở ngoặc ở chỗ này nè thì nó sẽ đẹp hơn, đúng không con? Tức là mình sẽ hiểu là con sẽ lấy 2 x 4 bằng 8 trước, rồi sau đó con mới tính bình thường. Được không lẽ? Chứ hồi nãy con mở ngoặc từ 125 á, thì tới lúc con lấy 2 x 8 bằng 8, 2 x 4 bằng 8 á, thì nó không có được hợp lý bằng. Chị nghĩ là cách trình bày thôi ha, chứ cách làm con là đúng rồi đó. Đối với phép nhân này cô đã chỉ rồi, gặp những con số 125 nè, 25 nè, thì mình sẽ làm gì? 125 thì luôn luôn mình lấy nhân cho 8. 2. Đúng không? 125 thì luôn luôn lấy nhân cho 8 để nó ra 1.000. 1.000. Còn 25 thì luôn nhân 4. Cho 4 để nó ra 100. Đúng rồi. Cho nên ở đây bạn còn sẽ 5. Thấy là cái gì? Có 125 mà ở đây có 2 nhân 4 nó ra 8, cho nên bạn thực hiện lấy 2 nhân 4 ra 8 trước rồi bạn nhân để ra 1.000. Được chưa? Dạ. Còn không thì con có thể làm là gì? Con lấy 125 nhân 4 để ra ra nhiêu? Ra 500 đúng không? 500. Rồi 5 nhân 2 bằng 10. 10 xong con ra cũng được. Thì đó cũng là một cách làm. Cái cách này thì cái con, cách câu A là có nhúc nhiều cách. Thì nó cũng vẫn hợp lý thôi chứ không có gì hết. Rồi cách thứ hai nè. Là con lấy gì? 5 x 2 đúng không? Vậy gì? Dạ. 125 nhân 4. Vậy thì cái này là 10. Cái này 10 là nhân 500. 500. Vậy thì kết quả cũng ra là 5 ngàn. Cũng được luôn. Tôi cái cơ con này. Là những cái cách của con. Cách hai cách thì cách nào cũng được. Con chọn rồi. Cách thứ ba. Thường là cách thứ hai này nó nhanh hơn nè. Con chọn cách thứ ba nhanh nhất. Rồi dạ, tiếp tục cô B. Cô B làm cho cô đi phong. Dạ thưa cô, cô B là 25 nhân cho 4 cô. Đúng rồi, con lấy 25 nhân cho 4. Xong rồi lấy 50 nhân cho 20 cô. 50 nhân cho 20. Dạ thưa cô là bằng 100 nhân cho 1.000. Rồi 100 nhân cho 1.000. Dạ thưa cô là bằng 100.000. Bằng 100.000. Đúng rồi ha, 100.000. Rồi ủa cô, con có thể lấy 50 nhân 4 trước, còn 25 với 20 để ở ngoài thì không cô. Con nhân như vậy thì nó lại không đẹp. Con thấy bạn nhân không? Kết quả của bạn ra con số rất là đẹp luôn. Cô dặn rồi, 25 mà con thấy thì con luôn luôn ưu tiên nhân cho 4. 5 với 2 đúng không? Dạ. Rồi tiếp. Rồi câu C. Câu C làm cho cô đi thủy. Dạ cô. Làm câu C cho cô đi con. Dạ câu C là mình lấy 4 nhân cho 25 đóng ngoặc lại. 4 nhân cho 25 trước. Còn 37 mình nhân 37 ở ngoài đúng không? Rồi tiếp. Mình xuống bằng 100 nhân 37. Rồi tiếp. Vậy là 3.700. Đúng rồi. Cái này thì dễ rồi ha. Rồi, cảm ơn con. Các bạn sửa bài vào. Con chọn cách thứ ba của cô à. Nay em cách thứ hai chút xíu. Để cho cô là con sửa bài rồi cô.
Rồi tiếp tục. Mình sẽ làm nhanh cái bài này để lấy cái cơ sở về nhà làm. Đừng nói là tính chất phân phối. Bạn đoán đề lúc nào cũng hay hết á. Rồi bây giờ mình sẽ cùng làm luôn ha. Câu A. Cô còn chép lại đề không cô? Con ghi cái đề thôi chứ con không có đề, con lấy gì con làm. Dài quá. Rồi nhìn cho cô câu A. Câu A của cô là sao? Là mình thấy cái có cái số nào giống nhau thì mình sẽ bỏ ra ngoài trước. Đúng rồi. Cái nào giống cô đưa ra ngoài trước. Có phải 17 giống không? Dạ. Nên cô bỏ 17 ra. Mình lấy cái số còn lại. Mình lấy cái số còn lại. Đúng rồi. Đưa 17 ra ngoài làm thừa số chung. Rồi nhân, mở ngoặc. Ở trong còn gì ghi lại. Đúng chưa? Dạ. Rồi. Vậy thì nhìn cho cô. Ở đây 32 cộng với lại 43 cộng với 25 thì mình có thể thực hiện cộng như thế nào đây? Cộng từ từ thôi đúng không? Chứ đâu còn cách nào khác. 32 cộng 43 trước. À, 32 cộng 43 nó sẽ ra được là 70. 75 cộng cho 25 thì bằng 100. Vậy cái này là 100. Vậy kết quả cuối cùng là 1700. 700. Rồi dễ không? Dễ. Con chỉ khó nhất cái bước là gì? Tìm cái chung thôi. Còn lại là dễ ha. Sao có cái số? Dạ. Rồi còn câu B. Bây giờ B mới dài cô ơi. Cô B hơi dài. Không. Biết cái tiếng này được rồi. Vấn đề chung của mình là mình tìm cái chung ha. À. Rồi nhìn cho cô thử coi. Dạ con tìm được rồi. Ở đây có gì thấy... chung? Dạ. 24 nhân. 24 chung. 24 nhân. Đúng rồi. Rồi, gạch 24 ra ngoài, làm thừa số chung. Ở trong gạch hết 24 đi. Cái này cô gạch 24 được không? Cái số cuối cùng nè. Gạch. Gạch dạ không, dạ không, dạ không, không. Tại sao không? Sao 24 chỗ này cô có thể hiểu là 24. Cô nhân cho 1 không? Dạ. Được, vậy thì cô sẽ gạch được luôn. Đúng không? Được. Rồi, ở trong sẽ là 19, 29, 18, 33, 1. Không có số giống nhau. Đúng chưa? À, 29 cộng 1, 29 cộng 1. Rồi, ở đây thì tha hồ mình chọn thôi. Đúng rồi, tha hồ. 29 với 1 hay là 19 rồi gì đó thì con chọn sao cũng được hết. À, con biết chọn được rồi. Không? Dạ, con chọn được cô ơi. À, con chọn là 19 cộng với 1. 19 cộng 1. Đúng không? Là con cho thành một nhóm và con cho là 29 cộng với lại 18 cộng với lại 33 là một nhóm. Tại vì 18 cộng với 33 hồi là số đuôi sẽ ra là số 1. Cho nên là con cộng 2 số thôi. Được. Cuối cùng là cộng cho 33. Đúng không? Cộng cho 33. Thì đằng nào con cũng chỉ cộng được có 2 số chứ con đâu cộng 3 số được đâu. Cô lì mở ngoặc vuông nha cô. Ừ, tại vì ở trong nó là ngoặc tròn rồi thì ở ngoài cô sẽ dùng ngoặc vuông. À con hiểu rồi. Vậy là cô không bị nhầm lẫn. Tính là mình đưa nó xuống dưới là vậy là mình có lá xuống dưới này thì nó lại là ngoặc tròn, bởi vì ở trong này ngoặc tròn con hết rồi. 19 cộng với lại 1 là 20. Con lặp lại. À cái này là nhiêu? 47. 47 đúng rồi. Cuối cộng cùng cho 33 là 33. Sau đó mình lấy 47 cộng cho 33. Rồi, mình lấy 47 mình cộng cho 33 sẽ là 10 ạ. 80. Thì bằng rồi. 100, kết quả cuối cùng là 100. Nhân cho. No, cái cuối cùng hay là 2400 mới đúng á. Vậy thì nó sẽ ra là ấy là tính trong ngoặc nó Dũng. À, nó hiểu rồi. Được không? Nó sẽ cảm thấy rõ hơn tiếp. Dạ, đúng. Rồi, vậy thì bước đầu tiên mình sẽ làm là gì? Là mình rút
một số ra để làm thừa số chung. Và cái thừa số chung này mình sẽ chọn làm sao để cho trên tử nó có hết thì mình rút ra thôi. Rút ra thì mình gạch đi để cho dễ nhìn. Nhớ 24 mà nó nằm một mình như vậy thì mình có thể hiểu nó là 24 nhân 1 ha. Mình lấy cái bút chì mình ghi nhỏ cái bên nhân 1 để mình biết, mình không có bị sót. Chỗ này con mà thiếu cộng 1 á, đây nè. Thì coi như là con sai hết. À, là coi như là bài của con bị sai chưa? À, sai bè bè. Cho nên nếu những cái bài này con mà cộng trừ nhân chia mà con số của con mà thấy nó không được đẹp á, là con phải để ý lại ha. Dạ con hiểu rồi nè. Rồi. Con sửa cô. Rồi con sửa đi con. Cô cho con sửa cái bài 2 con C đi, con chưa sửa xong cô. Bài 2 con C. Dạ. Trời ơi, cái gì? Lấy 4 nhân với 25 thôi là nó ra 100, rồi con nhân 37 thì nó sẽ ra 3700 là xong rồi Dũng. Chị Dũng ơi, con cố gắng nhanh hơn một chút nha con. Bữa nào cũng vậy là làm sao cô Hương giải kịp con ha. Con làm nhanh để cô Hương chiếu phần tiếp theo nha con. Dạ. Là con sửa xong rồi. Ui, cô có kéo xuống câu 3B được không cô? Để rồi đó, con kéo xuống rồi đó con. Dạ, con ngắn cô thấy rồi. Quy tắc chung của mấy bài này là mình coi là các cái tích có cái số nào chung, mình rút ra ngoài làm thừa số chung, rồi mình gạch đi, mình mở ngoặc ra, mình ghi lại những con số mình chưa có gạch, mình ghi lại thôi là xong. Bài tập về nhà là up thẳng lên trên sách đúng không cô Huyền? Chúc. À, em nhờ cô up thẳng. Để em xíu nha cô. Dạ rồi. Dạ cô cứ up thẳng lên sách ạ. Dạ. Cô Huyền có đưa cái ID với bát á, cô vào cô up lên ạ. Dạ. Còn cái phần bài học này thì cũng đưa lên phần tài liệu luôn hay là gửi riêng dạ, cho cô Huyền luôn đi cô. Dạ, dạ đưa rồi, lên phần tài liệu luôn đi cô. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi cô cứ bài bài dài quá nên con cuối cùng mới làm xong. Vấn đề là con phải hiểu cách làm đã. Dạ. Con hiểu cách làm thì trong cái quá trình sửa con sẽ xem thử coi cái bước đó của cô là cô làm cái gì. Nếu mà con cảm thấy là cái bước đó cô làm mà con chưa có hiểu á, thì con phải hỏi lại liền. Được không? Dạ. Sao mời cô? Rồi con đợi các bạn khác cũng đang sửa. Làm câu đơn đi. Ủa, cô, con thấy có gì đó sai sai cô ơi. Ừ, con không có câu C đúng không? Tại vì dạ. Câu C, câu D là bài tập về nhà. Bây giờ cô chỉ chiếu cái câu D lên để cô nhắc chút xíu thôi. Thôi, cô cho con làm câu D luôn đi cô. Cô sẽ làm nhắc luôn cho cô D này, nhìn cho cô nha. Câu đề này mình phải lưu ý. Ở đây của mình á, con nhìn thoáng qua thì có phải nó giống như cái dạng câu A và câu B thôi đúng không? Đúng. Nhưng mà nó sẽ có một cái khác là gì? Cái tích thứ nhất của con có số 17 nè. Dạ. Đúng không? Cái tích thứ hai có số 17, nhưng mà cái số 3 có số 17 không? Dạ không. Không ạ. Vậy mình phải làm như thế nào? Mình nhóm hai cái tích đầu thôi, còn cái số 3 này mình cứ kệ nó nằm một mình ở ngoài. Đúng không? Dạ. Dạ. Ừ. À rồi con hiểu rồi. 17 nhân nè, ở trong sẽ là 85 cộng 15. 15. Được chưa? Dạ. Dạ sau đó con là 17 nhân cho mình đã tìm được cái chung thì những cái tích nó phải có cái số chung đó thì nó mới được vào trong ngoặc. Còn nếu nó không có cái số đó thì nó không có được vào, nó nằm một mình ở đằng sau. Được chưa? Rồi sau đó mình cứ tính toán bình thường thôi. Nhi ơi, bật cam lên con. Con có thể lấy 85 cộng 15 rồi cộng cho 120 rồi đóng ngoặc được không cô? Ừ. Hả?
Nè, nếu mà con làm như vậy là bị sai nè. Nếu mà con làm á là con lấy 17 ở ngoài, ở trong là gì? 85 cộng 15 cộng 120 như vậy á là sai nha. Dạ, con hiểu rồi cô. Được không? Dạ, con... Tại vì 120 này đâu đâu có số 17 đâu mà nó đòi vào trong ngoặc. Giống như kiểu con đi chơi á, con muốn vào khu vui chơi thì con phải có vé. Con phải có vé là số 17 thì con mới được vào trong. Còn nếu mà con không có vé thì con ở ngoài. Con nhìn thôi chứ con được vô. Được không? Dạ. Rồi. Rồi bài học hôm nay có thắc mắc gì nữa không? Dạ không, nhưng mà cô cho con viết cái câu thơ đi. Dạ. Dạ cô Hương ơi. Dạ. Dạ, em nhờ cô lúc cô đăng lên shop á, cô để thời gian làm bài từ 11 giờ rưỡi đến 19 giờ giúp em nha. Dạ rồi. Dạ dạ, cho khoảng đó các bạn nộp bài cô ạ. Rồi các bạn được hết chưa? Chưa cô. Rồi, rồi câu đê này thì để về nhà mình làm ha, rồi mình chụp hình mình gửi cho cô luôn, gửi lên shop cho cô luôn. Rồi vậy buổi học hôm nay mình tới đây ha, lát cô sẽ up bài lên trên shop. Dạ. Yeah. Dạ rồi. Đâu cô xe cô biết đi đâu rồi cô? Có câu C bài tập về nhà đi. Nhưng mà câu C nó dễ, cô không có gợi ý. Có cái câu D này là cô gợi ý để các bạn làm đỡ bị sai thôi. Yeah. Rồi. Dạ. Rồi cô hỏi bài tập về nhà mấy bài về cô? Bài tập về nhà đây. Dạ. Em canh chừng mấy môn khác em đăng lên luôn đó cô. Nó có bị nhiều quá không? Mà nó cũng không có mất thời gian lắm. Tại vì bài 1 này tính toán rất là nhanh. Dạ rồi. Dạ rồi em xem. Dạ con chụp đây. Xong cũng đã chụp được. Dạ rồi. Có lẽ được các cô ạ. Vì có môn thêm môn toán, à, môn tự nhiên với môn Anh nữa cô. Tổng cộng 3 môn. Hôm nay 3 môn đó cô ạ. Rồi. Dạ. Có gì cô em nhờ cô post 2 câu của bài 2 cũng được. Cho đỡ à. Ừ, rồi vậy bớt hai dạ, câu dạ. G với câu H đi. Dạ dạ. Dạ và em nhờ cô Úc nha cô. Dạ rồi. Dạ. Rồi Thịnh chụp lại đi Thịnh. Rồi cô chụp bỏ bớt hai câu G và câu H ha. Vậy chờ con một chút. Giờ con chụp rồi cô. Rồi lát cô cũng up lên mà. Được chưa? Yên tâm, chút nữa cô sẽ up trên shop mà các con. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ bài tập đều up trên shop, thấy thông báo là các bạn cứ vào nhận bài và làm bài và nộp trên shop thôi. Ha. Rồi, dạ cô Hương nhận lớp đi cô. Dạ rồi, vậy thì các bạn cố gắng hoàn thành bài càng nhanh càng tốt ha. Để cô tranh thủ chấm bài các bạn luôn. Rồi, vậy thôi. Dạ rồi, vậy em cảm ơn cô Hương ạ. À. Các bạn chào cô Hương đi các bạn. Rồi, chào cô Hiền, chào cô Lý và chào cả lớp. Chào cô. Chào cô. Con chào cô. Rồi cả lớp ạ. Cô bài ngày mai. Cô dặn chứ. Rồi cô các bạn tắt mic lên để cô dặn bài nha. Thứ nhất này, tối nay các bạn sẽ có chiều nay là chúng ta sẽ học văn đúng không? Nhưng thầy Khang vừa gọi điện thông báo với cô là chiều nay thầy bận nên các bạn sẽ được nghỉ vào chiều nay hai tiết văn được chưa? Và bù vào chiều thứ năm tiết 1-2 của chiều thứ năm, có nghĩa là 1:30 sẽ vào học, 3 giờ ra chơi, hiểu ý cô chưa? Được chưa? Chiều nay chúng ta nghỉ hai tiết văn sẽ bù vào tiết 1-2 buổi chiều thứ năm chứ không nghỉ luôn nha các bạn. Học là phải đầy đủ nha. Rồi cô thông báo tiếp, vì chiều nay nghỉ nên cô sẽ thông báo cho các bạn làm 3 môn luôn. Bài tập thứ nhất đó là môn toán, cô Hương sẽ up vào shop cho các bạn, được chưa? Bài tập thứ hai là môn tiếng Anh hồi nãy, bài tập A, phần A và phần B của trang 4, cô đã up ở trên shop rồi, các bạn chút nữa vào xem đề và làm luôn. Bài tập thứ ba đó là trả lời câu hỏi khoa học tự nhiên, cô cũng đã up lên trên shop rồi, được chưa? Các bạn yêu cầu các bạn làm 3 môn, toán,
Anh và khoa học tự nhiên hoàn thành và nộp cho cô trước 7 giờ tối trên hệ thống SUP. Nếu sau 7 giờ tối nộp thì SUP sẽ không nhận bài các bạn nữa nha. Được chưa? Cô dặn là 7 giờ tối các bạn ăn uống nghỉ ngơi khoảng tầm 2 giờ dậy là các bạn có thể làm được hoàn thành 3 môn rồi ha. Rồi, toán, anh và khoa học tự nhiên. Có bạn nào thắc mắc nữa không? Cô cũng gửi trong group phụ huynh. Các bạn có thể xem đề ở bằng cách là tải về điện thoại, hai là lên trên group xem đề để làm bài. Một trong hai cách đều được nha các bạn. Rồi, còn cô có sách thầy cô. Tiến Dũng có sách rồi hả? Dạ, con vừa mới có sách cô. Rồi rồi, để cô xem nào. Tiến Dũng rồi đúng không? Cho cô hỏi những bạn này có sách chưa này. Cô con có sách rồi. Anh Đạt với Yến Oanh có sách cho con? Dạ chưa cô. Yến Oanh chưa hả? Khánh Linh có cho con? Con có sách rồi. Con có sách rồi. Từ từ cô hỏi từng bản một từ từ nha. Khánh Linh có sách cho con? Dạ chưa. Rồi, Yến Oanh có cho con? Chưa con. Ngọc Thủy có cho con? Dạ chưa. Rồi còn những bạn Quỳnh Anh với Thanh Hải với Trung Minh á, là ba bạn ở tỉnh là sẽ có muộn hơn so với các bạn nữa nha. Rồi các bạn đã nghe dặn cô dặn là mình lúc mấy giờ chưa? Trước 19 giờ. Cô dặn là trước 19 giờ. Rồi bây giờ cô mời Học Minh, Phương Thảo ở lại để cô hướng dẫn cách nộp bài tập trên sub nha. Rồi còn lại các bạn ao ra và nghỉ ngơi đi nha. Chào cô. Báo đang giao tuần này.